cho quý vị không nghi ngờ, không hoài nghi. Câu nói này quan trọng hơn mọi thứ. Bởi vì đại đa số người tu học Phật pháp nhưng không đạt được thành quả gọi là tu tập. Đại kinh tịnh không quả gì, không phá là không giác đoạn, không có gì là không thành công. Chúng ta đối với Phật phải kiên nhẫn không rời bỏ. Quý vị ngày nay như thế nào? Không được đến buồn. Khi chào đến pháp gì, quý vị liền biết được hương vị này. Để xuống thế gian, sinh cao và huyền diệu đều có thể so sánh được.